Hello, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với series Săn Tìm Khủng Long của mình. Ở đây mình phát hiện được một bạn khủng long Mosasaurus con màu xanh dương rất đẹp các bạn ơi. Bạn này thì vừa mới nở sao mà cái miệng chưa có cái răng nữa trơn nè. Trông khá là dễ thương luôn. Còn đây là bạn khủng long Mosasaurus mẹ đang bơi ra từ con kỷ Jura các bạn ơi. Cái miệng rất là nhiều răng luôn nha. Trên người bạn này còn có một vàng gai, đặc biệt là một cái đuôi siêu dài siêu khỏe để mà giúp cho mấy bạn này có thể bơi cực kỳ nhanh dưới nước luôn. Mấy bạn này được mệnh danh là những hung thần của đại dương nha. Có thể tấn công vạn thịt được hầu hết các loài sinh vật biển khác luôn nha. Wow, rất là ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Mosasaurus con này nằm ở đây nha. Cho mẹ bạn nó chờ, khi nằm bà mẹ bạn nó rước mình cho mẹ nó về nha bạn. Wow, phía bên này mình thấy được có một bạn khủng long con cũng đang làm bạn với lại bạn khủng long Mosasaurus nè. Đây là một bạn khủng long Indominus mà bị bạch tạng bạn ơi. Bạn này thì có rất là hiếm gặp luôn nha. Có nguyên một làn da màu trắng và cái miệng rất là nhiều răng nè. Còn đây là bạn khủng long Indominus mẹ chúng ta đang bước ra từ con kỷ Jura bạn ơi. Cái miệng cực kỳ nhiều răng luôn, trên lưng còn có dạng rất là nhiều gai bạn thấy không? Bạn này là loài khủng long được lai tạo trong thí nghiệm nên là có một khứu giác rất là tốt nha. Có thể đánh hơi được con mồi từ rất là xa và cực kỳ là chính xác luôn. Thân hình thì siêu to siêu khổng lồ luôn. Wow, mày thấy không? Rất là ngầu, đôi mắt màu cam cực kỳ là đáng sợ luôn các bạn. Ê, mình giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Indominus con này nằm ở đây nha, cho hai bạn khủng long con chơi với nhau các bạn. Trông khá là ngầu nghĩnh và dễ thương luôn. Wow, phía bên đây mình thấy được bạn khủng long đang đu lơ lửng trên cành cây nè bạn ơi. À, đây là một bạn khủng long Dilophosaurus nha. Nếu bạn này thì có khả năng phong độc và đặc biệt là thân hình khá là nhỏ nhắn nhưng mà di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Trên cổ bên này thì có một lớp mang cho mà phùng lên trông rất là to và rất là đẹp luôn bạn ơi. Wow, còn đây là nguyên một bài Dinosaurus đang chạy ra từ cái kỷ Jura nè. Mày thấy không, thân hình bên này khá là nhỏ nhắn nhưng mà thường thì ta sẽ có tập tính chạy rất là nhanh và tập tính săn mồi theo bầy đàn á. Các bạn này thì thường sẽ đi săn mồi cùng nhau là một bài khoảng từ 7 đến 8 con nha. Rất là thông minh và cực kỳ là hung dữ luôn á. Một bạn khủng long Dilophosaurus con màu xám rất là đẹp luôn. Mình sẽ để cho bạn khủng long con này nằm ở đây luôn nha. Vậy là chúng ta đã có được ba bạn khủng long con ở đây. Mình thấy được còn hai cái trứng khủng long nữa các bạn ơi. Wow, phía đầu mình thấy được một bạn khủng long đang đứng canh và bảo vệ cho cái tổ trứng của chúng ta các bạn. Đây là một bạn khủng long T-Rex nha, hay gọi là khủng long bảo chúa. Mấy bạn này thì có thân hình cũng khá là to luôn, đặc biệt là cái miệng rất là nhiều răng và tiếng gầm rất đáng sợ luôn các bạn ơi. Wow, đây là bạn khủng long T-Rex mẹ đang bước ra từ bên kia Jura nữa các bạn thấy không? Cái miệng rất là nhiều răng luôn, đôi chân rất là to và khỏe và đặc biệt là cái đuôi rất là dài nè. Các bạn này thì có tốc độ di chuyển rất là nhanh nha, có thể chạy được tới 40-60 km/h luôn á. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long T-Rex mẹ nằm đây nè để mà tiếp tục canh và bảo vệ cho cái tổ trứng các bạn ơi. Rất là đã luôn. Wow, phía đây mình thấy được bạn khủng long con các bạn ơi. Đây là bạn khủng long Spinosaurus con nha. Đặc trưng của loài này là có một cái vây lưng rất là to trên lưng nè. Cái miệng nó dài dài và nhiều răng y chang loài cá sấu luôn á. Các bạn này hình như là tổ tiên của loài cá sấu nha, có thể sống được cả trên cạn và dưới nước luôn. Rất là ngầu nha. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Spinosaurus này nằm ở đây nha. Để mình tìm tiếp còn bạn khủng long con nào khác không nha bạn. Cho mày đứng đây để mà chơi với lại mấy bạn khủng long con khác nè. Wow, để mình tìm tiếp nữa nè. Wow, đây các bạn ơi, đây một bạn khủng long Mosasaurus khác. Bạn này thì có màu xanh dương và đôi mắt màu vàng các bạn ơi. Trên đầu thì còn có một viền xanh dương đậm nữa nè, trông khá là lạ luôn, cực kỳ là hổ báo luôn bạn. Bạn khủng long này thân hình cũng khá là to nha. Vừa mới nở sao mà cái miệng cũng chưa có cái răng nữa trơn á. Còn đây là bạn khủng long Mosasaurus mẹ của chúng ta nè. Mấy bạn này thì có rất là nhiều răng và thân hình rất là to lớn luôn. Cái này thì có thể tấn công vạn thịt được hầu hết các loài sinh vật biển luôn. Ngoài ra thì dụ như mà bạn T-Rex mà có bị rớt xuống biển là bạn này có thể tấn công vạn thịt được luôn á nha. Bạn này thì có cái miệng rất là to và dài và thân hình cũng siêu to siêu khổng lồ luôn á. Cái đuôi quậy quậy rất là đẹp các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Mosasaurus con này nằm đây nha, cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi về đi chơi nha bạn. Chúng ta có rất nhiều bạn khủng long con dưới đây luôn nè. Để mình tìm tiếp coi còn bạn khủng long con nào khác dưới đây không nha. Wow, đây bạn ơi, một bạn khủng long con khác mình vừa được tìm thấy nè. Đây là bạn khủng long Stegosaurus nha. Các bạn này thì có màu xanh da trời rất đẹp luôn. Đây là khủng long ăn cỏ các bạn, thân hình rất là to lớn luôn. Đặc biệt là trên lưng mấy bạn này còn có những cái vây đôi nữa. Đây là nguyên bài Stegosaurus đang đi ra từ bên kia Jura các bạn. Cái đầu rất là nhỏ so với thân hình các bạn thấy không? Đây là khủng long ăn cỏ nên là mấy bạn này có thân hình siêu to siêu khổng lồ luôn. Và bù lại thì tốc độ di chuyển cũng khá là chậm chạp đó. Đây thường mấy bạn khủng long ăn cỏ sẽ sống tập trung theo bầy đàn nha, để mà có thể bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ cho con non các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Stegosaurus còn nằm đây nha. Ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.